Do quy hoạch bị treo trong một thời gian dài nên những vùng đất nông nghiệp ven sông Hồng đoạn đi qua các quận huyện của thành phố Hà Nội, nhất là các quận huyện trung tâm từ nhiều năm nay vẫn luôn nóng về tình trạng mua bán biến tướng các ô đất vườn, đất trồng màu để làm nhà ở. Và đặc biệt thì cùng với việc đồ án quy hoạch phân khu ven sông Hồng dự kiến sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào tháng 6 tới đây, một lần nữa đã làm nóng lên thị trường kinh doanh bất động sản đặc biệt này. Một vài năm trước, các ô đất ven sông Hồng thuộc các quận huyện như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Gia Lâm, phần lớn là đất trồng màu, chỉ có lác đác một vài công trình tạm của người dân. Tuy nhiên cho đến nay, nó đã bị xẻ thịt và biến tướng để xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà ở kiên cố, khang trang, rộng rãi. Đáng nói những người mua bán ở đây đều biết rõ đây là đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Ở đây là đất nông nghiệp. Do nhà nước quản lý chứ không người dân không được quản lý. Các bác ở đây là gọi là quyền trồng trọt đấy, quyền trồng trọt và hưởng thụ cái thành quả lao động ở trên cái mặt đất cái này chỉ có mỗi cái quyền đấy. Mặc dù vậy, từ một vài công trình đầu tiên đến nay hàng nghìn mét vuông đất bãi tại phường Yên Phụ, Nhật Tân, Quảng An thuộc quận Tây Hồ đều đã biến thành các công trình nhà ở. Không những vậy, do có vị trí gần khu vực trung tâm nội đô nên đã khiến nhiều người có tâm lý về đây mua đất, đẩy giá đất lên cao và khan hàng. Cái mảnh này thì chị thấy bác đang đòi là 30-40 triệu, gần 40 triệu một mét. Nếu mà xây dựng thì lại phải... Rồi em phải làm việc một lá mới làm được. Còn mình có mạnh tiền hay không thì mình làm luật thôi. Đặc biệt tại phường Tứ Liên, nơi dự kiến xây dựng công trình cầu Tứ Liên, các hoạt động mua bán, cải tạo, san lấp mặt bằng quanh khu vực này đang diễn ra nhộn nhịp. Ở trong này có đất để làm xưởng. Giá hình như họ lấy 3 triệu hay 1 mét vuông thì phải. Lấy được với tay. Nhưng mà nếu mà có cao sân muốn xây nhà cấp 4 trong cái khu vực này. Cái này là do mình. Cứ như vậy, nhiều xóm dân cư mới đã hình thành. Nhiều người cho đó là cơ hội để đầu tư đón sóng chờ quy hoạch thành phố ven sông. Hoặc những người đã dựng nhà thì có tâm lý tiếp tục chạy để làm sổ đỏ đất ở lâu dài. Tuy nhiên khi mọi thứ chưa rõ ràng thì điều rõ ràng nhất là người vi phạm sẽ bị thu hồi đất và buộc phải tháo dỡ công trình. Điều 12 luật đất đai năm 2013 thì cái việc là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang từ là đất sản xuất nông nghiệp sang thành là đất ở thì đấy là một trong số những hành vi bị cấm. Và đối với cả lại cái hành vi bị cấm này ấy, thì hình thức xử phạt ấy, có thể là sẽ bị thu hồi lại cái đất đấy hoặc là bị phạt tiền, thậm chí rằng là có cái hình phạt bổ sung là bị thu hồi cái lợi tức liên quan đến việc rằng là tự ý chuyển đổi cái mục đích. Bên cạnh đó thì hình phạt bổ sung là phải trả lại cái hiện trạng của cái mảnh đất đấy. Thực tế mua bán, xây dựng tràn lan các công trình trên đất nông nghiệp cũng đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn. Có hay không việc buông lỏng, làm ngơ để cho các vi phạm này diễn ra từ năm này qua năm khác?